Chán quá. Chán quá đi. Sao ngày nào cũng thức dậy đi làm rồi về lướt Facebook vậy nè? Cuộc đời mình chán quá vậy. Chán quá. Các bạn sinh viên ơi, các bạn có biết không? Thì hồi xưa thì anh cũng là sinh viên và anh cũng có một cái giai đoạn mà anh cảm thấy nó rất là chán, trộn chán cực kỳ. Đó là sáng mình ngủ dậy thì mình lèo lèo, mình lừa thưa rồi mình lên trường mình học. Rồi mình học xong mình về, mình ăn cơm xong về, bắt đầu chơi game, rồi mình lướt Facebook, rồi mình tối mình lên trên internet rồi mình đi chơi với bạn bè của mình, đi đâu, đi ăn, rồi đi tán dóc. Và 4 năm sinh viên của mình nếu như mà mình cứ trôi qua như vậy thì mình chả thấy là mình học được gì cả, mình cũng chả thấy là mình làm được cái gì cả, mà mình không thấy là mình lớn. Và mình suốt ngày cứ ngủ, ăn, học, Facebook, chơi game thì cuộc đời rất là chán anh à. Đó, nó rất là của 4 năm sinh viên của mình. Và khi mà anh mắc kẹt như vậy trong vòng khoảng 2 tháng thì anh biết mất mình dạy thấy ô trời ơi, chẳng lẽ từ phải sống một cuộc sống như vậy hay sao, rất là chán. Và lúc đó vô tình anh đọc một khái niệm trên mạng hoặc là trên sách gì đó anh chả nhớ, thì mới biết được là mình đang bị mắc kẹt mức trung bình. Mắc kẹt mức trung bình là ngày nào cũng trôi qua như ngày nào, là không có gì mới, không học được gì mới, chả gặp được một cô nào mới, hoặc là chả có được một đồng bạc nào trong tay, bởi vì đa số lúc đó thì các bạn của anh trong lớp, bạn nào cũng đi làm thêm, bạn nào cũng đi thực tập, rồi bạn nào cũng có được một mối quan hệ mới. Thậm chí có những người họ lại tham gia môn đoàn, môn đội, họ có rất nhiều kỹ năng, rồi họ lại tổ chức event. Trong khi đó thì mình lại nằm y ra là mình lại chảy thay ở nhà như vậy. Và bắt đầu anh phát hiện ra không đúng rồi, mình không sống được như vậy. Đó, thì anh chia sẻ cái lỗi sai của anh thời sinh viên. Và nếu như bạn nào đã và đang bị mắc kẹt với chương mình thì bạn phải đứng dậy, thay đổi, hiểu không? Đừng cho mình nằm lùi được như vậy. Nhớ nha, anh có một thông điệp muốn gửi đến các bạn sinh viên. Nếu như mỗi ngày mình sống á là mình chỉ có lên trường, rồi về nhà, ăn, ngủ, lướt Facebook, chơi game, chơi điện tử, và mình không có đọc sách nè, mình không có làm event nè, mình không có tham gia đoàn đội nè, bản thân mình cũng không dám và ngại bước ra ngoài xã hội để làm việc, thực tập, và cuộc sống của bạn không có kiến thức mới, không có mối quan hệ mới, không có thêm tiền và không có hiểu biết mới, thì đó là lúc bạn đang bị mắc kẹt với chương mình và bạn cần phải thay đổi gấp. Nếu không, 4 năm sau khi bạn lên trường, bạn sẽ thấy cuộc đời của mình, cuộc đời sinh viên của mình nó là nhàm chán và mình sẽ thất nghiệp, mình sẽ không kiếm được. Ok bạn ạ, chúng ta cần phải làm gì để cuộc sống của mình thay đổi và tốt hơn? Anh có 4 bước như sau. Bước thứ nhất là phải luôn luôn có mục tiêu. Ví dụ mình sẽ thành thạo tiếng Anh khi mình năm 2 sinh viên. Ví dụ mình sẽ đi được du lịch Singapore khi mình tốt nghiệp trường đại học của mình. Hoặc là ví dụ mình sẽ có một tình yêu rất là đẹp trong 4 năm sinh viên của mình. Hoặc là ví dụ mình chắc chắn ra trường phải có một mức lương trên 7 triệu. Ok, vậy tại sao có mục tiêu? Để mình có cái thứ mà mình tập trung vào và mình phấn đấu. Nếu không, những thứ ngoài kia người ta marketing rất nhiều, và những thứ hấp dẫn nhưng mà không có ích cho các bạn như là game, TV, quảng cáo, ăn chơi vô độ, nó sẽ hấp dẫn cuộc đời các bạn và các bạn sẽ lọt vào thế giới của người khác. Ok, sau khi có mục tiêu xong, mình phải tìm cho mình một cộng đồng tích cực mà liên quan đến cái mục tiêu của mình để mình cùng nhau phấn đấu. Lấy ví dụ hồi xưa anh rất thích học tiếng Anh, đúng không? Nếu như anh học không được một mình ở nhà, anh sẽ luôn luôn bước ra ngoài vào cuối tuần để đi tìm câu lạc bộ tiếng Anh. Các bạn, nếu như bạn yếu về tiếng Anh, bạn có thể đến câu lạc bộ xin nguyện lịch để được hỗ trợ và nâng đỡ. Ok, sau khi tìm được một câu lạc bộ hoặc là một cái cộng đồng là mục tiêu của mình, bước thứ ba đó là chúng ta phải cam kết hành động tiến đến mục tiêu mỗi ngày, nhưng mà bắt đầu một chút thôi. Lấy ví dụ cái thời đầu tiên khi mà anh mới tập thể dục á, anh rất muốn tập dục mỗi ngày, nhưng mà chưa tập 45 phút, tập đâu có nổi đâu, rất là buồn ngủ, rất là mệt. Chính vì vậy anh cam kết bản thân mình là tập mỗi ngày ít nhất 10 phút, và cho đến bây giờ anh đã tập thể dục liên tục được khoảng 6-7 năm và mỗi lần tập được trên nửa tiếng các bạn, và anh rất là khỏe. Ok, rồi bước cuối cùng đó là sau khi mình hành động nhỏ mỗi ngày đều đặn, đó là mình sẽ ăn mừng từng hành động nhỏ sau khi mà mình làm được. Như bạn cứ mong chờ là mình phải làm được một cái gì đó to lớn, wow, là đạt được bằng cấp này, hoặc là nói với anh thành thạo, hoặc là có được một cô yêu rất xinh đẹp thì mình mới anh diện mình vui mừng. Trong khi đó, nếu như ngày hôm nay mình sống tích cực, mình sống tốt hơn cái ngày hôm qua thì đó là lúc anh cần phải ăn mừng. Nếu như mà anh học tiếng Anh được mỗi ngày 5-10 phút là anh sẽ anh hung anh và anh rất là vui, bởi vì mình trân trọng từng hành động nhỏ của mình. Anh nói khá nhiều rồi đúng không? Vậy thông điệp cuối cùng là gì? Đó là hãy nhấc mông lên, hãy bước ra khỏi nhà của mình, hãy tìm một cuốn sách mới để đọc, hãy đến một cái câu lạc bộ nữa để học, hoặc là để tìm những người bạn mới, hoặc là tham gia tổ chức một cái event nào đó để cho cuộc đời mình sinh động, học hỏi và tươi mới.
Và nếu như bạn muốn bước ra khỏi vòng an toàn, muốn chinh phục được tiếng Anh thì bạn có thể đến với Simple English, một trong những trung tâm tiếng Anh mà do anh sáng lập ra. Có khóa học một tuần 5 buổi và một tuần 3 buổi, sáng có, tối có, rất nhiều giáo viên tận tâm và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn để bạn chinh phục được mục tiêu của mình. Inbox ngay cho anh hoặc inbox vào fanpage Simple English để được tư vấn chi tiết và bạn có thể đến học thử. Hoặc là tự tin, hoặc là thoải mái, hoặc là hiểu sự mọi người thì bạn có thể đăng ký bất cứ làm sao nào cũng được. Xin chào.